4 tuổi ông đã mồ côi cha, 7 tuổi ông đã đi ở đời. Trông em bé chăn bò cho một gia đình hào phú. Chịu đôi rách cỡ hàng bạc đãi suốt 4 năm. Tuổi nhục đắng cay muôn phần vất vả, tâm áo mỏng manh suốt mùa đông giá. Chuồng bò cánh kẻ trộm cho chủ già, rồi có một hôm trời rét cầm cầm bụng đói, tay rung nồi cám heo ngon ngọ ngoài thơm mùi, rồi dốc mây miên để ăn bị bà chủ nhà rình thấy. Liền bị thêm một trận mưa đòn bầm dập ta tơi. Bầm dập ta tơi dưới trận mưa đòn ác tâm của bà chủ. Chỉ thân anh tư đồng cảnh ở đờ nên rất mực thương ông và hết lòng khuyên nhủ: ráng lên em hãy gắng sức vượt qua khổ cực, chẳng ai giàu ba họ chẳng ai khó ba đời. Khổ trước sướng sau anh chị luôn tin ở Phật trời, như cánh chim non bị hất rời tổ sa bão giông, bị cắp dưới móng vuốt của diều hậu điên cuồng khát máu. Sắp kiệt sức tàn hơi tả tơi tơi tả, mẹ ruột quay về chuột đón rước ông vào đồng nai. Vừa thoát cảnh tôi đòi ở đờ lâm than, là kiếp làm phu đồn điền cao su 2 mùa thu cay đắng. Ai đền thánh chương mà không dẫn dương cầu ruột, ai thăm đình võ liệt mà chẳng giếng cánh đông re. Lam giang lượng khúc mấy lần trước khi về cửa hội qua dòng biển đông. Ông và mẹ ông như dòng sông Lam kiên trì miết mài tìm về biển cả. Sời đồn điền cao su xuân lộc Đồng Nai lên ta túc ở Sài Gòn. Bình ba ma xuân lọc nhọc nhằn, mẹ gánh nước mướn bán chè sông Tần Tảo. Ông hết bán báo gánh chè rồi lại bán cà sen. Ăn đứng ngủ ngồi trôi nổi kiếp mưu sinh, rời Tân Định mẹ con ông về Long Thành sinh sống. Mẹ ở đợ ông được nhận vào một tiệm may làm mướn, 16 tuổi thành tài mở tiệm may riêng. Tháng 4 năm 1945, có một thủ lĩnh ở huyện Long Thành tên Phú.
vận động ông tham gia tổ chức thanh niên tiền phong. Tháng 8 mùa thu năm 1945, ông chỉ huy đoàn biểu tình về Sài Gòn tham gia tổng khởi nghĩa. Cách mạng tháng 8 thành công, non sông cờ quá rực rỡ. Khúc khải hoàng ca rền vang mở lối, cuộc đời mẹ con ông bừng nở cánh mây vàng. Nhưng giặc Pháp quay lại lần hai hung hăng, bạo ác ngang tàn, bắt cả mẹ con ông dùng đủ thực hình tra khảo. Ông vượt ngục trở về chi đội 16 kiên trung, rồi đi học trường võ bị Trần Quốc Tuấn ở Sơn Tây, được gặp Bác Hồ trước khi trở về miền Nam đánh Mỹ. Vị trung tướng anh hùng lực lượng vũ trang tư lệnh quân khu 9, thanh bạch bao dung nghĩa khí càng trường, niềm tin lẽ sống đời ông dần dương tỏa sáng yêu thương. Khi phách thanh chương làm vàng, hùng thiên khí thiên bàn thạch, bồng lai nương nao nồng sai, cùng cô Lê Hồng quý thề non son, sắc chờ nhau đau đau cánh chim trời. Lẽ sống và niềm tin là hành trang quý báu, là cuộc hành trình đầy gian khổ hy sinh. Hơn nửa thế kỷ trưởng thành trong quân ngũ, ông chặt giả bền lòng với lẽ sống và niềm tin, niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng anh minh, đối với sự toàn thắng của cách mạng. Vì lẽ đó đối với ông, niềm tin và lẽ sống là khí trời, là cơm ăn, là nước uống hàng ngày. Một mái ấm gia đình, hai gái hai trai, trong cay đắng đắng cay luôn giữ tròn hiếu hạnh. Con trai út theo cha noi gương, đường binh nghiệp công hiến nhiệt thành, vì lẽ sống và niềm tin.